Thưa quý vị, lễ kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới đã diễn ra tại Ninh Bình vào tối ngày 26 tháng 4. Vào năm 2014, quần thể danh thắng Tràng An trở thành di sản hỗn hợp thứ 31 trên thế giới, thứ 11 ở châu Á-Thái Bình Dương và là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã dự lễ kỷ niệm. Sau 10 năm được ghi danh là Di sản Văn hóa Thiên nhiên Thế giới, quần thể danh thắng Tràng An được đánh giá là một trong những mô hình mẫu mực tiêu biểu nhất trên thế giới, đồng thời trở thành biểu tượng của sự cam kết và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa tự nhiên của thế giới. Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình huy động nguồn lực, nhất là hợp tác công tư, tiếp tục xây dựng bảo tồn quy hoạch và phát triển giá trị di sản Tràng An, đồng thời chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng xanh, sáng tạo theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, gia tăng giá trị kinh tế của di sản, phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, sáng tạo có tính cạnh tranh cao, lấy bảo tồn di sản làm nền tảng tạo động lực phát triển, tích cực hội nhập quốc tế trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di sản toàn cầu, nhất là đối với UNESCO. Sáng ngày 27 tháng 4 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 3. Lễ hội là điểm nhấn để hưởng ứng chương trình khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Đây là lễ hội khinh khí cầu có quy mô lớn nhất Việt Nam. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang năm nay có 22 khinh khí cầu tiêu chuẩn quốc tế do các phi công dày dặn kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia như Anh, Úc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam điều khiển. Các khinh khí cầu được bố trí bay treo cố định trên không trung và trình diễn ánh sáng khinh khí cầu về đêm tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, bay theo đường bay xác định trong khu vực thành phố Tuyên Quang. Lễ hội được tổ chức từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 với hai khung giờ bay là buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Khai mạc vào đúng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, lễ hội Hoa Hồng năm 2024 hứa hẹn sẽ đưa Sapa trở thành điểm đến được ưa thích nhất miền Bắc trong suốt 2 tháng hè năm nay. Lễ hội Hoa Hồng năm 2024 có chủ đề Triệu Đóa Hồng Tình Yêu. Đến Sapa dịp này, du khách sẽ được thưởng lãm vẻ đẹp mê hồn của thung lũng hoa hồng khổng lồ, trải dài trên diện tích 50.000 m2, quy tụ khoảng 300.000 gốc hồng thuộc 150 giống hoa hồng, từ hồng leo, hồng cổ Sapa đến hồng nhập ngoại. Trải khắp thung lũng hoa dịp này sẽ là những tiểu cảnh, đại cảnh ấn tượng được kết từ hàng triệu đóa hồng, tạo hình khéo léo và kỳ công thành những vòm hồng khổng lồ. Đặc biệt, du khách còn được trực tiếp tham gia đoàn diễu hành xe hoa lộng lẫy, màn trình diễn tái hiện đám cưới của các dân tộc thiểu số Mông, Sao, Tày, Sáy, Sa Phó. Không chỉ có lễ hội hoa hồng tại Phan Xipang, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Sapa cũng tổ chức rất nhiều lễ hội, chương trình hấp dẫn với nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Lễ hội hoa hồng Phan Xipang 2024 diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 6. Chuyển sang một số thông tin về giao thông. Thưa quý vị, trái với cảnh ùn tắc vào chiều tối ngày hôm qua, sáng nay ngày 27 tháng 4, tình hình giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội tương đối dễ thở hơn, tình trạng ùn tắc chỉ xuất hiện tại các tuyến vành đai. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. 8 giờ sáng ngày 27 tháng 4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, đường phố Hà Nội trở nên thông thoáng hơn so với chiều tối ngày 26 tháng 4. Những nút giao thông được coi là điểm nóng trong ngày hôm qua đã đi lại thuận tiện. Hôm nay tôi đi từ nhà ra bến xe thì thấy giao thông rất là thông thoáng, dễ đi, không gây ùn tắc ạ. Hôm nay, hôm qua khá là tắc, nên là hôm nay mình quyết định đi về tầm này để mà đỡ tắc. Từ lúc về từ trọ ở đây, mình thấy cảm giác đỡ tắc hơn hẳn, giao thông còn thông thoáng hơn rất nhiều. Trái ngược với tình hình giao thông thông thoáng tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Nội, tại tuyến đường Vành Đai 3, tình hình giao thông vẫn rất đông đúc. Các đoạn lên xuống tuyến này vẫn là điểm nóng về tình trạng ùn tắc giao thông. Dự kiến là từ giờ đến trưa và đến chiều nay thì lượng phương tiện sẽ tiếp tục tăng cao. Thì đội cảnh sát 14 đã chủ động xây dựng kế hoạch bố trí 100% lực lượng tuần lưu cũng như là chốt ở các ngã tư trọng điểm. Tại một số tuyến cao tốc cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện cao.
Thế nhưng với việc đại đa số các phương tiện hiện đã sử dụng hình thức thu phí không dừng, nên khả năng qua trạm, thông tuyến được duy trì. Khi mà có cái tình huống sự cố xảy ra trên tuyến thì ban chỉ huy đội sẽ là thông báo cho tất cả cán bộ chiến sĩ để mà có thể là phân luồng điều tiết giao thông từ xa, tránh cái việc ùn tắc kéo dài. Theo đánh giá của các lực lượng chức năng, ở chiều quay trở lại thành phố, người dân sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt những vi phạm của xe khách sẽ diễn ra rất phổ biến. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nếu phát hiện những vi phạm của hoạt động vận tải khách, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc, hãy gọi ngay cho đường dây nóng Cục Cảnh sát Giao thông để có biện pháp can thiệp và xử lý kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Với mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phân luồng, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm như nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, điều khiển xe chạy không đúng với tốc độ quy định, vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện. Ngoài ra, tại các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố cũng được lực lượng chức năng ứng trực 100% quân số. Với cái đặc điểm của địa bàn đội cảnh sát giao thông số 1 là địa bàn Hoàn Kiếm, đó là khu phố cổ và có rất nhiều khu vui chơi, nhất là phố đi bộ, nên là cái lượng phương tiện về cuối tuần và các ngày nghỉ lễ sẽ dồn về phố cổ là cũng rất đông. Và ban chỉ huy phòng cũng như ban chỉ huy đội đã có các kế hoạch và các ý kiến yêu cầu chỉ đạo sẽ tăng cường bố trí lực lượng anh em trực trong dịp lễ 30 tháng 1 tháng 5 này để đảm bảo xung quanh phố cổ để người dân đi lại thuận tiện hơn. Tại các tuyến quốc lộ, trục chính, cửa ngõ, vành đai, khu vực các bến xe, nhà ga, địa điểm tổ chức lễ hội, sự kiện, ngoài việc bố trí lực lượng tuần tra lưu động, cắm chốt để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng tăng cường nắm bắt thông tin qua hệ thống camera giám sát và nguồn tin của người dân cung cấp qua trang Zalo của phòng. Nhận báo được thông tin là có các điểm ùn mà chúng tôi đã trực tiếp đến để xử lý và bố trí tất cả các tổ công tác để có thể cho người dân lưu thông trong kỳ nghỉ lễ một cách an toàn mà không xảy ra ùn tắc cục bộ. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông vào kỳ nghỉ lễ cần lưu ý luôn chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ để bảo đảm lưu thông an toàn và không gây ùn tắc giao thông. Việc nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông không chỉ giúp người dân tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi, mà còn góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong những ngày nghỉ lễ. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè năm 2024, Cục Đường Cao tốc Việt Nam đã có văn bản gửi các ban quản lý dự án về việc tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm dọc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đối với những đoạn đã hoàn thành nhưng chưa có trạm dừng nghỉ để người tham gia giao thông có thể sử dụng, phục vụ các nhu cầu thiết yếu. Cụ thể, từ Hà Nội đến Vinh có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60 km, bố trí 1 trạm dừng nghỉ, trạm tạm, bảo đảm nhu cầu dừng nghỉ tối thiểu cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh có 5 trạm dừng nghỉ, nút giao hướng dẫn, 3 trạm tạm và các điểm chỉ dẫn ra vào cao tốc. Với khoảng trung bình 70-80 km, bố trí 1 trạm dừng nghỉ, trạm tạm, bảo đảm nhu cầu dừng nghỉ tối thiểu cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, dự kiến trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, các cảng hàng không sẽ khai thác nội địa trên toàn mạng khoảng 9.000 lượt chuyến bay cất hạ cánh và đón hơn 1,5 triệu lượt hành khách. Ngày 26 tháng 4 và ngày mùng 1 tháng 5 dự kiến đón số lượng hành khách đi lại cao nhất.
Con số này tăng 16,5% so với bình quân ngày thường của tháng 4 và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đánh giá sản lượng hành khách đợt cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay ghi nhận tăng nhẹ so với ngày thường, tuy nhiên vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Ngoài Tân Sơn Nhất và Nội Bài, đại diện Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết các cảng hàng không có sản lượng tăng cao dự kiến trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sẽ là những điểm thu hút khách du lịch như Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phú Cát, Liên Khương, Điện Biên, Đồng Hới, Côn Đảo. Nhằm phục vụ người dân và du khách đến với khu du lịch Cát Bà trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và dịp cao điểm du lịch hè, thành phố Hải Phòng sẵn sàng phương án phân luồng giao thông, tăng cường các lực lượng điều tiết hướng dẫn du khách, nỗ lực giảm ùn tắc tại bến phà Đồng Bài, Cái Viền. Hải Phòng tạm dừng chuyên chở xe ô tô con, xe ô tô tải qua phà Đồng Bài theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà kể từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 và trong các ngày nghỉ cuối tuần từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 30 tháng 7. Thời gian hạn chế từ 9 giờ đến 13 giờ, trừ các xe ưu tiên theo luật định. Trong thời gian tạm dừng nêu trên, các phương tiện bị hạn chế có thể lưu thông qua phà Tuần Châu, Gia Luận. Người dân và hành khách du lịch lưu thông bình thường qua phà, phương tiện đường thủy khác hoặc cáp treo. Bố trí các lực lượng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông từ xa để giảm thiểu ùn tắc giao thông qua phà Đồng Bài. Điều chỉnh tạm thời hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt số 14 trên đảo Cát Bà có hành trình từ thị trấn Cát Bà đi phà Cái Viềng và ngược lại. Bổ sung thêm một điểm dừng đón trả khách tại ga cáp treo Phù Long và tăng tần suất hoạt động từ 35 phút một lượt, 40 chuyến một ngày lên thành 20 phút một lượt, 60 chuyến một ngày. Thời gian thực hiện vào các ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và các ngày trong tháng 6, 7 và 8. Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương. Hết quý 1 năm 2024, xuất khẩu gạo đạt trên 2,18 triệu tấn, tương đương 1,43 tỷ đô la Mỹ. Quý 1 năm 2024, gạo xuất khẩu tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm có nhu cầu tiêu thụ lớn về sản lượng, trong đó Philippines vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 46,4% trong tổng lượng và chiếm 45,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo. Thị trường Indonesia đứng thứ hai, tăng mạnh 119,7% về lượng, tăng 308,8% kim ngạch, Malaysia tăng 28,8% về lượng, tăng 60,6% về kim ngạch. Giá gạo xuất khẩu sang cả ba thị trường này đều tăng rất mạnh, trong đó giá xuất khẩu sang Indonesia tăng 36,4%, Malaysia tăng 24,7%. Không chỉ tăng về sản lượng, kim ngạch, lẫn giá, Việt Nam gia tăng xuất khẩu các chủng loại gạo có giá trị cao, phù hợp với nhu cầu thị trường. Tính chung quý 1, xuất khẩu gạo đạt trên 2,18 triệu tấn, tương đương 1,43 tỷ đô la Mỹ, giá trung bình là 653,9 đô la Mỹ một tấn. So với cùng kỳ năm trước, tăng 17,6% về lượng, tăng 45,5% về kim ngạch và tăng 23,6% về giá. Năm ngoái, Việt Nam đã xuất khẩu 8,1 triệu tấn gạo với trị giá là 4,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,4% về lượng và tăng 35,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, phía Cục Thương mại bằng tường Trung Quốc vừa có thông báo về việc làm thủ tục thông quan xuất nhập cảnh hàng hóa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Trong thời gian nghỉ lễ, các lực lượng chức năng phía Trung Quốc sẽ làm thủ tục thông quan hàng hóa bình thường tại các cửa khẩu là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu Chi Ma, cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Nà Nưa. Riêng cửa khẩu Cốc Nam và cửa khẩu Na Hình sẽ tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 5 tháng 5. Các lực lượng tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn sẽ bố trí cán bộ trực 24 trên 24 giờ để xử lý kịp thời các vụ việc, tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ, đặc biệt là không để xảy ra tình trạng ùn ứ, ách tắc xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu. Bộ Xây dựng cho biết giá chung cư tại Hà Nội tăng nhanh, thậm chí đột biến tại một số nơi, nhưng giao dịch thực tế rất ít. Từ thực tế này, Bộ Xây dựng cho rằng cần có các biện pháp đủ mạnh để chấn chỉnh hành vi thổi giá chung cư.
Trên cơ sở khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho biết giá bán trung bình của một số dự án tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng 50 đến 70 triệu đồng một mét vuông. Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư tiếp tục tăng trên cả thị trường sơ cấp, bán từ chủ đầu tư và thứ cấp, người mua của chủ đầu tư sau đó bán lại. Nhiều dự án ở vị trí khá xa trung tâm, mức giá cũng vọt lên rất cao. Có những dự án chung cư đã đưa vào sử dụng từ 5 đến 10 năm, thậm chí nhà tập thể cao tầng cũ cũng được đẩy giá khá cao. Giá căn hộ chung cư tại Hà Nội đầu năm 2024 tăng khoảng 38% so với năm 2019. Đáng chú ý, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng nhận định tình trạng tăng giá tại Hà Nội đột biến tại một số vị trí, nhưng thực tế kiểm tra thì rất ít giao dịch thành công gần như không có. Trước thực tế trên, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Ủy ban dân thành phố Hà Nội có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản nếu có, báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 20 tháng 4. Song đến ngày 27 tháng 4, thành phố Hà Nội vẫn chưa có báo cáo nào về vấn đề trên. Việc giá bất động sản đang tăng cao như hiện nay, một phần nguyên nhân rất lớn là do thiếu nguồn cung, bởi nhiều dự án bất động sản thời gian vừa qua vướng mắc về pháp lý, thiếu nguồn vốn. Để giải quyết được bài toán này, cần phải có những giải pháp từ gốc rễ, và điều quan trọng nhất chính là khơi thông chính sách, tạo nguồn cung và tái cấu trúc thị trường bất động sản phù hợp với khả năng tài chính của người dân. Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Hà Nội bỗng sôi động trở lại khi giá giao bán tăng mạnh, đặc biệt là phân khúc chung cư. Bên cạnh đó, các phân khúc khác như đất thổ cư, liền kề hay biệt thự cũng nóng theo. Tuy nhiên, giao dịch thành công không nhiều. Chúng ta có thể thấy rằng là một số các địa bàn nó đang giá nó đang cao hơn thực tế nếu là nó quá cái giá trị thật của một cái bất động sản. Cái giá trị thật của bất động sản lại một câu chuyện khác, là một câu chuyện chúng ta phải định giá thị trường. Nhưng mà trên toàn bộ thị trường, tôi đang phân tích rằng là thị trường đang ở một cái ngưỡng nhạy cảm, đặc biệt là chung cư. Chung cư Hà Nội giờ này tăng giá rất mạnh, chung cư Hồ Chí Minh đi ngang, thậm chí giảm nhẹ. Lý do khiến doanh nghiệp thổi giá đã được các doanh nghiệp bất động sản chỉ rõ tại cuộc họp của tổ công tác của chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản. Một số tồn tại hạn chế chưa khắc phục được triệt để nên sức mua và khả năng thanh toán của thị trường còn giảm mạnh. Cái vấn đề thứ hai mà lớn nhất mà chúng tôi sẽ xin kiến nghị một số ý kiến là chênh lệch cung cầu đang ngày một lớn, đặc biệt là phân khúc sản phẩm phù hợp với túi tiền của đại đa số cư dân gần như không có. Do số dự án được cấp mới quá ít, một số dự án dở dang thì lại vướng mắc về pháp lý đình trệ. Tình hình này dẫn đến tình trạng khan hiếm nhà trên thị trường và giá tăng vọt. Giải pháp tháo được nguồn cung là chìa khóa để tháo gỡ mọi khó khăn của thị trường bất động sản hiện tại. Chính phủ đang tích cực khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn để luật về đất đai, kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh. Bên cạnh việc rà soát các dự án đang gặp vướng mắc về pháp lý, nguồn vốn tín dụng, thì Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp phải tìm giải pháp tái cấu trúc, cơ cấu lại danh mục dự án, sản phẩm để bảo đảm phù hợp với khả năng triển khai thực hiện của doanh nghiệp và điều kiện thực tế của thị trường. Điều chỉnh lại phân khúc giá bất động sản phù hợp với thị trường và bảo đảm tính thanh khoản, tạo dòng vốn để duy trì hoạt động và thực hiện dự án. Hội chợ triển lãm công thương OCOP Thái Nguyên 2024 vừa diễn ra tối qua với quy mô hơn 200 gian hàng đến từ 34 tỉnh thành phố trong cả nước cùng các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Hội chợ triển lãm công thương OCOP Thái Nguyên 2024 quy tụ hàng trăm sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền trong cả nước. Điểm mới của hội chợ năm nay chính là khu trưng bày kết nối cùng phát triển Link to Grow, giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế xã hội, xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của Hà Nội thông qua không gian văn hóa đặc sắc được tái hiện như tiểu cảnh về Khuê Văn Các, Hoàng Thành Thăng Long, Cầu Thế Húc, triển lãm ảnh nghệ thuật về Hà Nội, không gian ẩm thực, con đường ánh sáng. Đây cũng là dịp để quảng bá thành tựu phát triển kinh tế xã hội, xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch, tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, mở rộng mạng lưới phân phối tiêu thụ sản phẩm giữa Thái Nguyên với các tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Mới đây, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh. Để chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là trong dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động ngày 1 tháng 5 năm 2024 và cao điểm du lịch hè 2024 sắp tới, nhu cầu đi lại tăng cao, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao trách nhiệm cho Ủy ban dân các cấp
chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, huy động các ban ngành tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế, triển khai hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh và công tác tiêm chủng mở rộng, đồng thời chỉ đạo Sở Y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay từ cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế, phối hợp chặt chẽ với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur chủ động phân tích tình hình và đánh giá nguy cơ để đề xuất triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp kịp thời. Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động phòng chống bệnh, bảo đảm đủ và tăng cường khả năng tiếp cận cho người dân với vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại tại khu vực có nguy cơ cao, bố trí mỗi huyện có ít nhất một điểm tiêm. Đặc biệt phòng chống bệnh tay chân miệng trước nguy cơ bệnh đang gia tăng, các địa phương tổ chức tiêm chủng cho trẻ, tiêm bù, tiêm vét, tăng cường bao phủ vaccine để chủ động phòng bệnh. Sáng nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang cho biết, lực lượng kiểm lâm, quân sự và chính quyền huyện Chi Tôn đang tiếp tục triển khai lực lượng theo dõi, quan sát đám cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên địa bàn xã Núi Tô, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Sau nhiều nỗ lực, đến sáng nay, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đám cháy lớn xảy ra khu vực núi Cô Tô thuộc xã Núi Tô, huyện Chi Tôn. Do lửa lớn, đá nổ, rơi từ trên cao xuống, nên đến khoảng 18 giờ 30 chiều ngày 26 tháng 4, các ngành tham gia chữa cháy đã thống nhất rút quân để bảo đảm an toàn cho lực lượng. Lãnh đạo địa phương này cũng nhận định, do địa hình núi phức tạp, lửa rất lớn, có thể do bom đạn còn sót trong chiến tranh, bị lửa kích nổ, nên kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Đến sáng nay ngày 27 tháng 4, sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy của các lực lượng, vụ cháy rừng Cô Tô đã cơ bản được khống chế. Huyện Chi Tôn đang huy động phương tiện chữa cháy cùng lực lượng hơn 200 người tiếp cận các điểm khói, dùng bình chữa cháy đeo vai, bình nước xách tay và dụng cụ dập lửa để dập tắt hoàn toàn. Một vụ phá rừng với quy mô rất lớn vừa bị phát hiện tại khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Tại Gia Lai, đơn vị quản lý diện tích rừng này thừa nhận trách nhiệm, nhưng hạt kiểm lâm của huyện lại cho rằng phần lớn diện tích rừng bị phá thuộc tỉnh Đắk Lắk. Sự đùn đẩy trách nhiệm này vẫn chưa ngã ngũ, khiến cho một khoảnh rừng hàng chục hecta trở nên vô chủ. Khoảng rừng với diện tích trên dưới 10 hecta chỉ còn lại những gốc cây và cành, nhánh. Những thân gỗ lớn đã được vận chuyển ra khỏi hiện trường. Một số đã được gom đốt để chuẩn bị cho việc khai hoang chiếm đất. Trong số hàng nghìn gốc cây bị đốn hạ, có hàng trăm cây gỗ lớn đường kính gốc từ 30 đến 40cm. Theo xác minh ban đầu, diện tích rừng bị phá xảy ra tại lô 6 và lô 10, khoảnh 10, tiểu khu 927 thuộc lâm phần do xã Pierre quản lý. Đây là khu vực giáp danh giữa xã La Pierre, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai và xã Ia Lioi, huyện Ia Súp, tỉnh Đắk Lắk. Từ hiện trường vụ phá rừng cho thấy vụ việc đã diễn ra trong một thời gian dài và liên tục. Vụ việc này qua phản ánh thì đã xác định là về quản lý về rừng, mà nếu mà đã lấn chiếm đất rừng như vậy và phá rừng như vậy thì là khá là nghiêm trọng, và xã sẽ cùng với các đơn vị chức năng là kiên quyết xử lý vụ việc, mức độ tới đâu thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Điều khá bất ngờ là khoảnh rừng này có diện tích khá lớn, số lượng cây còn rất nhiều, nhưng hạt kiểm lâm huyện Chư Prong thông tin khu vực hiện trường thuộc đất nông nghiệp và đất có cây gỗ tái sinh núi đất. Tất cả đều nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Cũng theo thông tin từ đơn vị này, phần lớn diện tích rừng bị phá thuộc địa giới hành chính tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo cho các anh em địa bàn cùng với các bộ phận kỹ thuật, cũng như là bộ phận chuyên môn tiếp tục là kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Và nếu như mà phát hiện các cái sự việc mà nó vi phạm theo các cái quy định của pháp luật thì chúng tôi sẽ xử lý. Tại Gia Lai, thời gian gần đây, huyện Chư Prong là tâm điểm của các vụ phá rừng nghiêm trọng. Chủ rừng đã ở đâu trong những vụ mất rừng nghiêm trọng này? Phải chăng toàn bộ diện tích rừng nói trên thuộc diện vô chủ? Sau gần 3 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, đến 8 giờ 8 phút ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng là chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1982, trú tại thôn Đình 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, trong vụ lật thuyền trên sông Chanh, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền vào sáng ngày 25 tháng 4 tại Quảng Ninh, bị mắc lại trong bè nuôi hàu của người dân ở khu vực cầu sông Chanh 2, cách vị trí thuyền đắm khoảng 2 km. Trước đó vào ngày 25 tháng 4 trên luồng sông Chanh,
đoạn thuộc địa giới hành chính phường Hà An và phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên. Xảy ra vụ tai nạn làm đắm thuyền nan khiến 4 người bị mất tích. Hiện các tổ chức đoàn thể của tỉnh Quảng Ninh, chính quyền thị xã Quảng Yên và các xã phường có nạn nhân mất tích cùng các phòng ban đã huy động hỗ trợ chung tay lo tang sự cho các nạn nhân.